Về tiếp rất là nhiều iPad cho các bác nhé. Em An Tuấn về iPad này, iPad các mã cho bác, iPad, iPhone các mã này, iPad này, cả lô luôn, toàn hàng khủng. Điện thoại MacBook rồi là tiếp tục này, laptop Next này, 3.900.000, 3.800.000 này, Next. Rồi đây, về cả dãy cho bác, iPhone 8, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 8 Plus, rất là nhiều. Đây, gen sạc hết cho bác luôn nha. Các bác cứ chuẩn bị đi, các bác cứ chuẩn bị đại và tiền đi. Đây này, về kín luôn, MacBook, iPad, điện thoại, laptop, không thiếu cái gì cả. Đây là MacBook này nữa, MacBook về khui tiếp iPad đây, còn chưa bóc ra này. Đấy, sau đây em Tuấn báo giá nhanh nhé. Tất cả những mặt hàng này em Tuấn đều bao tình trạng hoạt động tốt hết cho bác luôn, lỗi một đổi một. Điện thoại còn là đúng, chưa cho ra, chưa bóc mà. MacBook nữa. Thì báo từ hàng bình dân đến hàng cao cấp có loại đắt nha bác nha. Đối với con Ari 1, iPad Ari 1 màn hình là 9,7 inch này, con này bán rất nhiều cho các bác rồi. Đối với Ari 1 này có mức giá là 1.999.000, Ari 1 bản 16GB wifi 1.999.000. Các bác mua những con này về các bác cho các ông các bà hoặc là cho các cháu, con cháu mình nó học, nó rất là tiện, màn hình nó to gấp đến 7-8 lần cái điện thoại, nó đỡ hại mắt. Đấy, 1.999.000 lấy sạc và bao ra thêm 300.000, sạc 100 bao ra 200 là 300. Đấy là con Ari 1. Sang này con Ari, đây con này bao nhiêu đây? Đây là con Ari 2 bản 16GB. Thì Ari 2 thì em có rất là nhiều nhá. Đây. Đây, Ari 2 này, bản 16GB. Ari 2 đây, bản 16GB cũng là 9,7 inch. Màn hình Ari 2 16GB Wi-Fi 2.390.000. Đấy là nguyên máy, có lấy sạc mới lấy bao ra thêm 300.000. 2.390.000 đấy là Ari 2. Sang tiếp là dòng gì đây? Em báo nhanh thôi, còn cấu hình em giới thiệu chi tiết rất là nhiều. Đây là cũng Ari 2 rồi. Sang tiếp con gì đây? Con này con Gen 6. Con Gen 6 32GB, con này chạy cả SIM nhé. Đối với SIM, bác nào cần có SIM thì bác lắp SIM thôi, còn bác nào không cần SIM mua loại bản Wi-Fi. Con này con Gen 6 SIM 32GB. Riêng đời Gen 6 thì đời thế hệ 6 nó quá cao rồi. Màn hình, chip, RAM rồi là kể cả chất lượng màn hình ảnh thì con này nó quá quá khủng rồi. Con này gọi là màn hàng khủng rồi. Con Gen 6 này có mức giá là 3.999.000. Gen 6 này thì không thể chê được, không chê nữa nhé. Riêng Gen 6 khỏi chê. Đây Gen 6 đây. 3.999.000 Gen 6 nhiều lắm. Đây Gen 6 tiếp này. Này, Gen 6 tiếp này. Gen 6 cho bác đấy. Gen 6 này, còn là 9 chấm, đây là cái gì đây? Đây là 9.7 Pro, cũng là 3.999. Hai con này cấu hình như nhau. Hai con này cấu hình như nhau, chất lượng màn hình ảnh màn cũng nét như nhau. 9.7 Pro, con này là cũng 4G đây. Cũng SIM luôn, 3.999 bản 32GB. Nhưng con 9.7 Pro này lại có 4 loa, này, 2 loa dưới này và 2 loa trên nữa. 2 loa trên. Đấy, 2 loa dưới và 2 loa trên, 9.7 Pro cũng là 3.999.000. Những con này các bác nào mua lấy thêm sạc và bao da cho nó thì thêm cho em Tuấn sạc 100.000 và bao da 200.000. Vậy là thêm 300.000 nữa. Còn những mặt hàng này thì báo cáo bác không có hàng để bán, hôm nay mới về bác nhá. Còn những hôm trước các bác nào đợi thì em Tuấn cũng đã trả rồi, trả đơn em đóng trả đơn hết đơn cho bác người kia rồi. Còn đây là em báo, bác nào nhanh thì cứ lấy thôi. Còn giá em Tuấn báo công khai giá. Em dám báo công khai giá là do cho các bác đi so sánh giá thoải mái, sau đó quay về với em, thế thôi cho nhanh. Còn hàng, những mặt hàng này báo cáo bác là mỗi mặt hàng em nhập em chỉ thêm một ít thôi, bán lấy tương tác nhé, lấy tương tác, nên là các bác có thể đi so sánh giá thoải mái. Còn về iPhone 6 Pro bản 64GB quốc tế đây, ở đây là 8 này, ở đây là 8 Pro 64GB bản quốc tế, 8 Pro này, 8 Pro thì gồm có màu này là một này, 8 Pro này màu vàng gold này. Đấy. Và màu gì nữa? Ở đây, màu đỏ nữa. Màu đỏ này. 8 Plus này. Thì đối với 8 Plus này, bản 64GB này quốc tế này, dùng SIM thoải mái luôn. Thì bản này là mức giá bao nhiêu? 3.590.000. Đấy là 8 Plus. Còn đối với lại 6 Plus đâu rồi? Đây 6 Plus đây. Ở đây vẫn là 8 Plus. Để 6 Plus lấy bên này đi cho bác. 6 Plus đây. 6 Plus này thì gồm có màu này và màu lông chuột nữa. 6 Plus này cũng bản 64GB quốc tế nhé. 64GB quốc tế. Đây là 6 Plus. Có mức giá là 1.890.000. 1.890.000.
Đấy là bản 6 Plus quốc tế 64GB. Giá là 1.890.000. Thôi em Tuấn cứ báo nhanh thì thôi bác ạ, còn nhiều lắm, nhiều mặt hàng lắm. Nhưng mà nó về thì em báo tổng hợp. Nếu thôi bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em đã. Sau đó thì cần clip chi tiết em giới thiệu cho. Nhiều lắm, nhiều clip chi tiết lắm. Thôi em chào các bác.